Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin nóng Euro 2024. Sau đây chúng ta cùng điểm qua một vài trận đấu đáng chú ý vừa mới diễn ra. Bỉ thua sốc Slovakia, Lukaku đi vào lịch sử bị va từ chối 2 lần. Ở trận Bỉ với Slovakia, dù được đánh giá cao hơn và đang có phong độ cao trước Euro 2024, Bỉ đã đánh dấu bất ngờ lớn nhất từ đầu giải với thất bại trước Slovakia ở lượt đầu tiên. Cụ thể, đường truyền sai từ cột cờ góc của Doku ngay phút thứ 7 đã tạo điều kiện cho hàng công Slovakia nổ súng. Thủ môn Castin cản phá được cú sút đầu tiên, sau khi Ivan Sran đá nối cận thành, anh đã không còn may mắn nữa. Lukaku vào trận với kỷ lục trên vai khi lần thứ 11 ra sân ở đấu trường Euro, nhiều nhất đội tuyển Bỉ, như niềm vui ngắn chẳng tày gang. Lukaku bỏ lỡ không dưới 5 cơ hội, 2 lần bị va từ chối bàn thắng, để rồi đau đớn chứng kiến Bỉ thua sốc Slovakia. Phút 55, Lukaku đệm bóng tung lưới Slovakia nhưng tổ trọng tài va xác định tiền đạo tuyển Bỉ đã việt vị khi đứng dưới hậu vệ đối phương nửa thân người. Phút 85, va lần thứ 2 từ chối bàn thắng của chàng tiền đạo tội nghiệp. Lần này, Lukaku dứt điểm quyết đoán nhưng Openda đã chơi bóng bằng tay trước khi tung ra đường chuyền kiến tạo. Hai lần ăn mừng nhưng rồi tan nát niềm vui. Huấn luyện viên Domenico Tedesco cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn các học trò bại trận dù chiếm lợi thế gần như cả trận đấu. Les Bleus ra quân thất vọng. Huấn luyện viên Didier Deschamps tung ra sân đội hình cực mạnh với bộ ba Mbappe, Thuram, Dembele trên hàng công. Ở hàng thủ, William Saliba có suất đá chính bên cạnh Deos Upamecano. N'Golo Kante và Adrien Rabiot đá cặp tiền vệ trung tâm còn Antoine Griezmann hỗ trợ cho tam tấu trên hàng công. Ngay sau khi trọng tài nổi còi bắt đầu trận đấu, Pháp đã dâng cao tấn công dồn ép đối thủ một cách triệt để. Phút thứ 8, Mbappe tăng tốc và có cơ hội đối mặt với thủ môn của đội tuyển Áo nhưng cú dứt điểm của anh lại không thành công. Sau khoảng 25 phút, Pháp chủ động nhường thế trận để nhiều đối tượng Áo dâng cao và có cơ hội thực hiện những pha phản công nhờ tốc độ của Mbappe và Dembele. Tất nhiên, họ cũng chấp nhận rủi ro khi Áo có nhiều cơ hội ghi bàn. Tình huống đáng chú ý nhất là khi Baumgartner đối mặt với Maignan nhưng không dứt điểm thành công. Tới phút 38, Pháp bất ngờ có được bàn mở tỷ số. Mbappe đi bóng bên cánh phải trước khi căng ngang vào trong. Trung vệ Gober trong nỗ lực đánh đầu phá bóng đã lóng ngóng phản lưới nhà. Tới phút 45, Mbappe có cơ hội nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Pháp khi đối mặt với thủ môn Patrick Benz nhưng lại xử lý không thật tốt và để người gác đền của đội tuyển Áo tóm được bóng. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1, không nghiêng về phía đội tuyển Pháp. Bước sang hiệp 2, Pháp vẫn thi đấu có phần đủng đỉnh và không gây sức ép quá lớn về phía khung thành của Áo nhưng vẫn có khá nhiều cơ hội ngon ăn. Trong những phút còn lại của trận đấu, cả Thuram lẫn cầu thủ vào sân thay người là Olivier Giroud tiếp tục khiến người hâm mộ đội tuyển Pháp ngán ngẩm khi bỏ lỡ những cơ hội mới vì khả năng dứt điểm kém cỏi. Thậm chí, đội tuyển Pháp còn suýt phải trả giá với những pha tấn công của đội tuyển Áo. Rất may là khả năng dứt điểm không thực sự tốt của các chân sút bên phía Áo cùng sự xuất sắc của thủ môn Maignan đã giúp Les Bleus bảo toàn được mảnh lưới. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1, không nghiêng về phía đội tuyển Pháp. Dù có 3 điểm ở ngày ra quân nhưng Pháp cho thấy họ còn rất nhiều vấn đề, đặc biệt là ở khâu dứt điểm. Thắng đậm Ukraine nhờ hai siêu phẩm, Romania tạo ra cú sốc lớn. Romania đã khiến nhiều người bất ngờ khi giành chiến thắng đậm tới 3-0 trước Ukraine. Chiến thắng này giúp đoàn quân huấn luyện viên Edward Iodanescu có cơ hội lớn giành vé đi tiếp. Romania không được đánh giá cao trước trận đấu với Ukraine ở bảng E Euro 2024 trên sân Allianz Arena, Munich, Đức. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội bóng này đã khiến tất cả bất ngờ. Trong cả hiệp 1, Ukraine không tung ra cú sút trúng đích nào. Trong khi đó, Romania đã tận dụng rất tốt sai lầm của thủ thành Lunin để có bàn thắng mở tỷ số ở phút 28. Nicolae Stanciu là người mở tỷ số với siêu phẩm sút xa tung lưới Ukraine. Sang hiệp 2, Ukraine vẫn miệt mài tấn công nhưng không hiệu quả. Trong khi đó, Romania lại quá sắc sảo. Phút 53, từ pha phản công của Romania, bóng bật ra tới vị trí của Razvan Marin ở cự ly gần 30m. Cầu thủ này tung ra cú nã đại bác tung lưới Ukraine. Chưa dừng lại ở đó, phút 56, Denis Man đã có đường chuyền như đặt cho Denis Dragus đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 3-0 cho Romania. Và cuối cùng trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về Romania. Họ có cơ hội lớn giành vé đi tiếp. Chơi có trách nhiệm, chọn nơi uy tín. Truy cập ngay tề.mi/kto, nhận ngay 50k miễn phí trải nghiệm.